Tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 năm Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo về, giàu như vũ bão. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 năm Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho bạn nắm bắt được vận mệnh, công danh sự nghiệp của mình trong năm. Quý vị thân mến, quý vị đừng coi thường con giáp này trong năm 2022 Nhâm Dần, bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là cuộc sống của người khác có ra sao. Nhưng mà riêng con giáp này thì chắc chắn là không bao lâu nữa sẽ giàu đất tường đổ vách và sống trong giàu có, giàu sang, phú quý. Mệnh chủ tuổi Tân Hợi càng bị người đời chà đạp khinh thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc, hậu vận vô cùng giàu có. Và đặc biệt là phần về cuối năm thì sẽ khiến cho nhiều người hơn ghen đỏ mắt. Vốn dĩ người đời phải trải qua rất nhiều giai đoạn thì mới thực sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người có một số mệnh thưa quý vị, và chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng, chắc chắn được sung sướng cả đời, mà ngược lại không phải ai khổ cũng phải chịu số phận lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong số ít những con giáp được thần tài chiếu cố đồng hậu, phúc phận song toàn. Có thể làm giàu chỉ sau một đêm trong năm 2022 Nhâm Dần. Có những người chỉ cần bước sang một vận mệnh khác thì sẽ thay đổi. Người xưa nói rằng là cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy, trong 12 con giáp sẽ có những con giáp được trọn vẹn điều đó trong năm 2022. Bất kể cuộc sống của người khác ra sao, nhưng mà riêng tuổi Tân Hợi thì chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa mà thôi. Nếu không giàu nứt đố đổ vách thì cũng sẽ sống trong cảnh giàu sang, phú quý, không thiếu thứ gì, viên mãn đủ đầy trong năm Nhâm Dần 2022. Còn ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi vận trình chi tiết của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 năm Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần ngay sau đây. Theo tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm 2022 năm Mạng thì hầu hết những con giáp này sẽ có một sự nghiệp rất hanh thông trong năm Nhâm Dần. Trong số đó, với sự trợ giúp của phúc tinh, vận trình tài lộc của người tuổi Hợi tăng lên trong năm nay. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm 2022 năm Mạng. Tổng thể vận trình tài lộc của những người cầm tinh con lợn sinh năm 1971 trong năm 2022 Nhâm Dần diễn ra như thế nào? Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm 2022 nam Mạng cho hay đây là một năm thăng trầm đối với những con giáp này. Người tuổi Tân Hợi sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự kết hợp giữa thái tuế và các hung tinh. Một trong những mặt tốt là bản mệnh có được các tinh trợ giúp nhiều hơn về tài lộc, sự nghiệp và tình cảm, đặc biệt là sự hộ mệnh của quý thần, phúc đức, phúc tinh, có thể mang lại cho những người tuổi Tân Hợi may mắn, tài lộc vượng phát. Còn điềm hung thì chủ yếu là sẽ có những ảnh hưởng từ rào sát về sức khỏe và sự can thiệp kết hợp với sự phá hoại của quyền thiệt trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Vì vậy, người cầm tinh con lợn nên chú ý ảnh hưởng của các sao hung tinh ở hai phương diện này. Trong năm 2022 Nhâm Dần, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí nghênh đón quý thần, được thái tuế tương trợ mọi việc sẽ hành thông thuận lợi. Nhất là với tuổi Tân Hợi, năm 2022 lại được hợp với thái tuế, hợp với quý thần, cho nên năm nay lại càng phải nghênh đón ngài một cách trịnh trọng. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Theo tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm 2022 nam Mạng thì hầu hết những con giáp này sẽ có một sự nghiệp rất hanh thông trong năm Nhâm Dần. Trong số đó, với sự trợ giúp của phúc tinh, vận trình tài lộc của người tuổi Hợi tăng lên trong năm nay. Bản mệnh có thể gặt hái được nhiều tin vui từ sự nghiệp, đồng thời được sự phù hộ của nhiều các tinh khác, một số người tuổi Hợi bắt đầu khởi nghiệp, doanh nghiệp riêng hoặc làm ăn buôn bán cũng phát triển. Trong năm nay, công việc của những người tuổi Tân Hợi làm ăn rất phát đạt. Con giáp này có tài thần xuất thế, mang đến cho bạn rất nhiều quan chức cấp cao hoặc cơ hội kinh doanh. Về phương diện công việc sự nghiệp thì trong năm nay, bản mệnh nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi. Trong năm, gặp vận niên này bạn nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia những việc có yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền bạc, chờ thời cơ. Vì vậy,
Những người sinh năm 1971 có thể mong muốn được sắn tay áo làm việc chăm chỉ vào thời điểm may mắn này. Chỉ cần bạn quyết tâm và chăm chỉ thì sẽ thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Tài vận đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm 2022 nam mạng. Về mặt tài lộc thì những người này nhận được sự hỗ trợ của Thái Tuế và Cát Tinh nên có cơ hội phát tài rất lớn. Bản mệnh nhận được rất nhiều từ lợi ích của thiên tài và chính tài. Trong số đó có sự thăng tiến trong tài lộc là khả quan nhất. Nhiều người tuổi Tân Hợi có cơ hội tăng trưởng lương trong năm nay. Về phần của cải cũng được đề cao là lộc dành cho những người cầm tinh con lợn sinh năm 1971. Bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận từ cổ phiếu hoặc các nguồn đầu tư khác. Ngoài ra, năm nay cũng là một năm thu hoạch khá tốt đối với những người tuổi Tân Hợi làm kinh doanh. Trong năm Nhâm Dần 2022, những người sinh năm 1971 sẽ làm ăn phát đạt, thu được nhiều lợi lộc. Một điều nữa, đó là không được cho người khác mượn tiền. Hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng. Người tuổi Tân Hợi cần tránh trường hợp gặp phải kẻ gian, khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có một câu, một mất, mười ngờ. Lúc đó sự êm ấm trong đại gia đình của bạn dễ bị ảnh hưởng hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa, tình cảm không còn khăng khít nữa. Như vậy, quý gia chủ tuổi Tân Hợi cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là pháp khí của nhà Phật. Khi mang theo bên mình sẽ được may mắn và bình an. Đồng thời, vật phẩm này sẽ giúp cho gia chủ tuổi Tân Hợi hanh thông quan vận và sự nghiệp. Khi công việc hanh thông thuận lợi, tài vận và tiền bạc sẽ ùn ùn kéo về. Tình cảm đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm 2022 nam mạng, do nhận được sự trợ giúp của Thái Tuế và Phúc Đức cho nên tình cảm của những người này và gia đình rất là hòa thuận. Về sự hài hòa với người bạn đời, đôi bên có thể ân cần và thấu hiểu nhau, tình cảm vợ chồng sâu sắc hòa thuận, ít xảy ra xung đột, hòa thuận với con cái. Những người tuổi Tân Hợi thường xuyên tương tác giữa cha mẹ và con cái, các thế hệ trong gia đình thường xuyên giao tiếp và giúp đỡ lẫn nhau. Theo đó, mối quan hệ của cha mẹ, con cái, ông bà và con cháu rất bền vững. Vì vậy, vận trình tài lộc tình cảm của những quý ông 51 tuổi cầm tinh con lợn trong năm nay tương đối suôn sẻ và ổn định. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm 2022, nam mạng cho hay sức khỏe của những người này không đáng lý tưởng. Bị ảnh hưởng bởi Thái Tuế và hung tinh, sức khỏe của những người tuổi Hợi 51 tuổi bị giảm sút khá nhiều. Về thể chất, người tuổi Tân Hợi có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Bản mệnh thường xuyên ốm đau hoặc tái phát bệnh cũ trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ vậy, dưới đòn thế của hung tinh rào sát, người tuổi Hợi 51 tuổi này còn dễ gặp nhiều tai nạn. Chẳng hạn như té ngã, bị thương hoặc tai nạn xe nho nhỏ. Vì vậy, những người cầm tinh con lợn sinh năm 1971 nam mạng trong năm Nhâm Dần 2022 hãy nên chú ý hơn đến an toàn cá nhân và đồng thời cảnh giác hơn khi đi ra ngoài. Hung cát. Theo tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, năm 2022 nam mạng thì đây là một năm đầy thăng trầm đối với những người cầm tinh con lợn. Dưới sự ảnh hưởng của Thái Tuế và hợp Thái Tuế, tài năng của những người tuổi Tân Hợi có thể được mọi người biết được. Nhưng ngược lại, bạn gặp nhiều hung tinh cản trở trong năm nay. Về mặt hung tinh, phải chú ý đến tránh sát thương của quyền thiệt, phi ma, giảo sát. Còn đối với sao may mắn thì nên sử dụng năng lượng tích cực của quý thần, phúc đức, mang lại khiến cho bản thân mình thăng hoa. Bởi vậy, năm Nhâm Dần 2022 không chỉ là cơ hội đối với người tuổi Hợi 51 tuổi mà còn là một năm đầy thử thách. Bản mệnh nên làm việc chăm chỉ hơn nữa để có được nhiều điều bất ngờ. Vậy nên để tăng cường tài vận và sự nghiệp, đồng thời hóa giải những mâu thuẫn xung khắc trong gia đình, các mối quan hệ xã hội, những gia chủ tuổi Tân Hợi hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải thị phi, tăng cường hòa hợp trong gia đình, trong các mối quan hệ xã hội. Khi mà các mối quan hệ xã hội được rộng mở thì cơ hội làm ăn cũng như vận trình về tình duyên sẽ được phát triển, giúp cho gia chủ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tử vi từng tháng.
Tử vi tuổi Tân Hợi năm 2022 năm mạng, từng tháng âm lịch, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, thời gian từ 4 tháng 2 năm 2022 đến 5 tháng 3 năm 2022, đánh giá 4 sao. Với sự trợ giúp của lục hợp thái tuế, vận trình của những người tuổi Tân Hợi trong tháng đầu năm 2022 không tệ. Về cơ bản thì vận may sẽ nhiều hơn vận đen. Đặc biệt tháng này đang giai đoạn sôi động của Tết Nguyên đán, được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực. Nhiều người tuổi Hợi sinh năm 1971 có thể được nhận một số bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống ngày tháng đầu tiên của năm. Nhưng dù sao, người cầm tinh con Lợn sinh năm 1971 cũng không thể thả lỏng cảnh giác quá mức. Năm 2022 cũng là năm bản mệnh phạm thái tuế, vì vậy, để tránh bị ảnh hưởng và tác động đến tài lộc của mình, tuổi Hợi cũng nên hành động tiết chế và làm tốt việc tránh tai họa trong tháng này. Tháng 2, thời gian từ 5 tháng 3 năm 2022 đến 5 tháng 4 năm 2022, đánh giá 3 sao. Mối quan hệ gia đình giữa người đàn ông 51 tuổi cầm tinh con Lợn và con cái khá suôn sẻ trong tháng này, nhờ có sự trợ giúp của thái cực, bản mệnh đã giao tiếp gần gũi hơn với gia đình và con cái trong tháng này. Những người tuổi Tân Hợi có thể thường xuyên ngồi xuống nói về những mối quan tâm của mình đối với người thân. Điều này đặc biệt hữu ích để giúp bạn giao tiếp và tăng cường mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình. Những mâu thuẫn hiềm khích trước đây của những người tuổi Tân Hợi và gia đình đều được giải quyết. Tháng 3, thời gian từ 5 tháng 4 năm 2022 đến 5 tháng 5 năm 2022, đánh giá 3 sao. Tháng 3, những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 được thần tài trợ giúp, được quý nhân hoặc bậc cao niên ở nơi làm việc giúp đỡ. Nhờ đó, vận may sự nghiệp cũng có bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt là đối với những người cầm tinh con Lợn làm nghề bán hàng, bản mệnh có tỷ lệ đơn hàng tháng này khá cao, do vậy cuối tháng có cơ hội phát tài. Tháng 4, thời gian từ 5 tháng 5 năm 2022 đến 6 tháng 6 năm 2022, đánh giá 3 sao. Tháng 4 âm lịch chịu ảnh hưởng của tiết thanh minh nên một số người tuổi Hợi có thể trạng và tâm trạng khá thấp trong tháng này. Đồng thời, do hung tinh hãm hại nên nhiều con giáp này luôn dễ gặp xui xẻo trong tháng 4. Vì vậy, khuyên những người tuổi Tân Hợi vẫn nên nâng cao nhiệt tình, đừng để năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân, nếu không sẽ chỉ tăng thêm tác dụng hãm hại cho thất sát mà thôi. Tháng 5, thời gian từ 6 tháng 6 năm 2022 đến 7 tháng 7 năm 2022, đánh giá 4 sao. Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi 51 tuổi trong tháng này khá mỹ mãn. Với sự phù hộ của ngôi sao may mắn phúc đức, một số người tuổi Tân Hợi tham gia đầu tư tài chính đã thu được nhiều lợi nhuận trong tháng này. Và con giáp này có thể thu được lợi nhuận tương đối cao trong việc quản lý tài chính. Nhưng dù vận tài vận vượng, phát triển như thế nào thì cũng đừng quên dành dụm cho bản thân mình. Bản mệnh đừng tiêu xài hoang phí, nếu không tài sản của bạn cũng có thể sa sút ít nhiều. Tháng 6, thời gian từ 7 tháng 7 năm 2022 đến 7 tháng 8 năm 2022, đánh giá 4 sao. Những người sinh năm 1971 lạc quan về vận may sự nghiệp của họ trong tháng này. Dưới sự chăm sóc của phúc tinh, người tuổi Tân Hợi tự do có vận trình sự nghiệp tương đối lý tưởng trong tháng 6 này. Bạn cũng sẽ có cơ hội đạt được những bước đột phá và tiến bộ mới trong công việc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là tháng này, tuy tuổi Hợi có tài lộc hanh thông, nhưng trong cuộc sống cũng cần phải cẩn thận. Người tuổi Tân Hợi đề phòng sự đố kỵ phá hoại của kẻ xấu, nhất là những lời vu khống ác ý từ đồng nghiệp. Bạn nên đề phòng và có cảnh giác hơn về những mặt này. Tháng 7, thời gian từ 7 tháng 8 năm 2022 đến 7 tháng 9 năm 2022, đánh giá 3 sao. Tài lộc của người tuổi Hợi 51 tuổi có chút xấu trong tháng này, tác động của sao thất sát và sao hung tinh rào sát, nên người tuổi Hợi thường dễ bị đau ốm, bệnh tật trong tháng này. Đặc biệt, tháng này là thời điểm tương đối nóng ẩm. Việc người cầm tinh con Lợn sinh năm 1971 ăn quá nhiều thức ăn sống và lạnh vì sợ nóng là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn đến sức khỏe và sự an toàn cá nhân của mình
trong tháng này để phòng bảo vệ bản thân. Tháng 8, thời gian từ 7 tháng 9 năm 2022 đến 8 tháng 10 năm 2022, đánh giá 4 sao. Những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có thể sẽ không có mối quan hệ tốt trong tháng này. Dưới sự ảnh hưởng của sao Thái Âm và Quyển Thiệt, người tuổi Hợi sẽ trở nên bốc đồng và cáu gắt hơn trong thời gian này. Bạn sẽ thường xuyên cãi vã, xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vặt vãnh. Đồng thời, những kẻ tiểu nhân hãm hại cũng sẽ gây tổn hại đến các mối quan hệ của người tuổi Hợi. Vì vậy, bản mệnh nên điều chỉnh lại trạng thái và tính khí trong tháng này, không nên quá xúc động. Đồng thời, những người này chuẩn bị tinh thần để tránh kẻ gian. Tháng 9, thời gian từ 8 tháng 10 năm 2022 đến 7 tháng 11 năm 2022, đánh giá 2 sao. Trong tháng 9 âm lịch, tài vận của người tuổi Hợi có thể sa sút nghiêm trọng. Một phần lớn nguyên nhân là do người cầm tinh con lợn sinh năm 1971 tương đối bất cẩn trong việc quản lý tài chính. Trong tháng này, do thị trường tài chính ảm đạm cộng với tác động bất lợi của tài tinh cho nên tài vận của người tuổi Hợi chắc chắn sẽ bị suy yếu và dẫn đến phá sản. Vì vậy, những người tuổi Hợi nên chú ý để tránh gây ra những tổn thất không đáng có trong tháng này. Tháng 10, thời gian từ 7 tháng 11 năm 2022 đến 7 tháng 12 năm 2022. Đánh giá 5 sao, tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm 2022 nam mạng cho biết vận trình tài lộc của những người này khá tốt trong tháng 10 âm lịch nhờ ảnh hưởng của thần tài. Người tuổi Hợi tháng này rất hòa thuận với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với bố mẹ, bản mệnh có thể thường xuyên ngồi tâm sự với nhau những muộn phiền, áp lực trong cuộc sống. Thực tế điều này cũng giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tăng cường trao đổi tình cảm với mọi người. Tháng 11, thời gian từ 7 tháng 12 năm 2022 đến 5 tháng 1 năm 2023, đánh giá 3 sao. Tính đến tháng 11 âm lịch, trạng thái tinh thần của những người cầm tinh con lợn sinh năm 1971 có thể không được lý tưởng, bị các hung tinh chiếu mệnh. Một số người tuổi Hợi có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc sa sút tinh thần trong tháng này. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Tuổi Hợi dễ gặp vận đen vì thiếu tập trung. Vì vậy, những người tuổi Tân Hợi nên điều chỉnh lại trạng thái này. Đừng để những cảm xúc xấu ảnh hưởng đến sức khỏe bình thường của bạn cũng như là đời sống. Tháng 12, thời gian từ 5 tháng 1 năm 2023 đến 4 tháng 2 năm 2023, đánh giá 3 sao. Càng về cuối năm thì người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 chắc chắn sẽ trở nên bận rộn hơn, đặc biệt là về sự nghiệp. Tháng này khối lượng công việc của bạn tăng lên gấp bội. Vì vậy, người cầm tinh con lợn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn khi giải quyết những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Kết luận, trên đây là tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 năm 2022 nam mạng do tử vi số biên soạn. Chúc quý vị và các bạn một năm mới bình an và suôn sẻ. Hy vọng quý độc giả nói chung và người tuổi Tân Hợi nói riêng có thể hình dung được về tình hình của mình trong năm mới và có được những quyết định chính xác cho mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết này. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai rồi, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị sẽ áp dụng được những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ để giúp cho quý vị có cuộc sống đổi đời, đổi vận, giàu sang phú quý và có nhiều may mắn. Diễm Quỳnh cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.